Chào anh em, hôm nay mình hướng dẫn em cách xử lý sự cố liên quan đến phần mềm chat Discord. Thì đây là cái trang chủ discord.com. Thì để tải về thì mình nhấn down for Windows. Thì cái phần mềm này thì anh em dùng nhiều có quen rồi thì anh em có thể tìm hiểu thêm. Đây thì mình hướng dẫn em cách xử lý sự cố. Khi mình một ngày đẹp trời á, mình mở máy lên và mở Discord lên, nhận được thông báo là Java script error occurred in the main process. Rồi thì cái này là nó chung chung mà dưới đây nó có cái dòng chữ này C user roaming Discord này, đó, nó liên quan đến cái ứng dụng Discord của mình này, đó, nó bị lỗi cái gì đó. Thì gặp cái thông báo lỗi này và mình mở không được và mình gỡ ra cài lại vẫn báo lỗi. Thì cái này thì mình có làm cái video hướng dẫn cách đây cũng lâu lâu rồi, cái khoảng tháng 5 này, gần tháng 10 rồi đó. Thì nó khi mình gỡ ra mình cài lại sẽ nhận được thông báo là Discord in lotion has failed in hát file này, đó là nó báo cái thông báo lỗi này. Thì cái video này mình có làm hướng dẫn nhưng mà mình không có lồng tiếng vô đó, thì đây cái lỗi nó đây đó. Khi mình tải về, khi tải về xong mình nhấn vô mở để cài luôn, hiện hiện cái thông báo này, nó kêu mình open cái set up log file này. Thì đó, cái video này thì mình coi sơ qua này. Đó thì mình tải về, mình tải cái file Discord về và mình chạy lên cài đặt thì nó bắt thông báo lỗi này. Đó thì mình tiến hành mình tiến hành vào tab manager nha. Mình chuột phải vào thanh tab 3, mình chọn start tab manager này. Đó, mình đã click chuột phải thanh tab 3 và chọn tab manager. Rồi thì khi vào tab manager á, thì có hai cách để mình tắt cái Discord này đi để cài lại bình thường á. Thì một là mình vào cái tab đầu tiên reset đó, tìm cái Discord và mình click chuột phải cho nó end 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 reset hoặc end tag như đây này, nó để mình kết thúc cái tác vụ hoặc tiến trình của nó. Thì nó đang chạy á, thì mình cài đặt nó sẽ báo lỗi. Rồi, thì nó có cái tab detail nữa. Đây mình không vô tab reset thì mình vô cái tab detail gần cái tab service ở cuối này. Đó. Đó, xong đó mình nhấn chữ D để nó xuống cái phần Discord, rồi mình click chuột phải vào Discord và chọn là end task để kết thúc cái tác vụ nó. Và nhấn end task xong thì mình nhấn vô end reset. À, sau khi nhấn end reset xong á, thì mình quay lại cái thư mục cài đặt, mình chạy lại cái file cài đặt mình tải về Discord setup, rồi mình chạy bằng quyền admin. Rồi, nó sẽ không thông báo lỗi nữa và nó đang tiến hành, nó kết nối với cái server. Nó đi tiến hành download này, download đinh update này 3/5. Đó, tiến hành download, mình đợi trong vài phút để nó tiến hành nó download và nó cài. Đó, hiện starting này, nó bắt đầu. Đó, nó không tìm thấy cái tài khoản này, đi tinh là cao là mình chưa đăng nhập tài khoản vào á. Rồi nó sẽ hiện lên cái trang trang chủ của download của Discord á. Rồi mình tiến hành mình đăng nhập cái mail mình đã tạo, mình đã đăng ký register đây này. Đó, nếu mình dùng Discord mình đăng nhập cái mail và cái bắt buộc của mình vào và login vào. Đó, nó tiến hành nó cài như thường. Đó, thì ngoài ra mình cần cái video mới làm gần đây nè, đây. Đó, thì mình mở cốc cốc lên mình tải về. Mình về trang Discord.
Đó, thì nó báo chứ không bảo mật đó, là cái trang này đang bị cái lỗi SSL này. Rồi sau khi tải về xong á, thì mình vô kiểm tra chứng chỉ này. Đó, nếu mà cái tab General đầu tiên nó thông báo là Windows Do Not Have Enough Information Vary CA là cái này nó chứng chỉ đang bị lỗi này. Đó, mình qua cái tab đừng certification path á, đường dẫn á, thì cái trên cùng nó báo với chấm than nè, commando nè, thì hai cái dưới nó ok. Đó, nó báo là git này not found, could not be found, là nó không tìm thấy cái chứng chỉ đó, có thể nó bị xóa trong máy bị xóa, hoặc là mình tắt cái tính năng tự động cập nhật SSL á. Đó, mình tiến hành mở cài báo lỗi này, chạy file cài Discord báo lỗi đây này. Rồi mình vào group mercy để mình bật cái tự động cập nhật SSL này, mình vào theo cái đường dẫn sau, vào cái computer condition này, admin template này, vào cái system này, vào cái internet connection manager, internet connection setting này, rồi mình cho cái tool of auto root CA update này, mình disable đi, lại ok. Rồi mình quay này, mình kiểm tra, mình enter để kiểm tra coi nó cập nhật chưa, mình vô không bảo mật đó để kiểm tra lại nó cập nhật chưa, thì nó báo lỗi là vẫn chưa cập nhật được này. Đó, cái trường hợp có trường hợp là mình làm phát là được ngay, nhưng mà trường hợp này nó báo không được này. Đó, nó mình tiến hành vô group mercy lại này, mình vô run, mình chạy cái lệnh cập nhật group mercy này, gb update support này, thì cái lệnh này mình sẽ để dưới phần mô tả của video nếu anh em không không rõ. Đó, thì mình nó update ROC nhưng mà nó chạy mãi, nó nhiều nhiên bị treo, nó đang bị lỗi gì mà nó treo ROC luôn này, nó không update được, và nó cái treo, nó treo mãi này. Thì cách khắc phục nhanh á, thì anh em nó treo nên nó chưa cập nhật được đó. Đó, rồi mình khắc phục nhanh á, là mình vào ấy, mình vào registry, mình thử trên Chrome nó có vẫn bị này. Đó, Chrome nó hiện thông báo rõ ràng hơn. Đó, mình vào registry và vào theo cái đường dẫn sau, đường dẫn này thì mình có thể để dưới phần mô tả video cho anh em rõ. Rồi mình vào cái HK local machine, rồi software, policy, Microsoft, system certificate, rồi out cái thư mục là out này này, out th root này này. Thì nếu cái máy nào bị lỗi SSL thường nó tự tạo cái ra cái key này, và nó có cái tạo thư mục này, và nó có key là disable root nó update này, thì nó sẽ gắn giá trị 1 đó, là nó sẽ chặn chặn cập nhật tự động SSL. Đó, thì nãy nếu mà cái trong group PC mình chọn cái key kia là disable đó, thì mặc định nó sẽ chuyển số này là số 1 thành số 0, nhưng mà nó không cập nhật được đó, nên nó không chuyển được. Thì mình vào đây á, mình sửa lại cho nhanh luôn, thì mình sửa lại, mình chọn sửa số 0, số 1 thành số 0. Rồi mình sửa thành số 0. Đó, mình coi cái proxy với treo nó vẫn chưa chạy được, mình đóng luôn. Rồi mình sửa số số 1 thành số 0. Rồi ok. Rồi một số trường hợp á, root mercy á, thì mình cập nhật á, mình sửa nó không có cập nhật ngay á, số nó cập nhật ngay được, thì mình phải click chuột phải vào tab manager này, và thanh tab 3 chọn tab manager, và mình end cái reset cái dịch vụ là Windows Explorer, đối với Win 7 là Explorer, mình end reset hoặc là retag cái dịch vụ đó để nó cập nhật, hoặc là không cập nhật nữa thì mình bắt buộc phải khởi động lại máy. Đó, như cái trường hợp của mình là sửa lại cái là được luôn, mình refresh cái đó, mình vào cái trang Discord này thôi, mình mở vào trang Discord trên Chrome vào bình thường này, đó hết báo lỗi chứng chỉ rồi.
Đó, mình vào kiểm tra cái chứng chỉ cái dòng đầu tiên đó là nó đã thông báo đầy đủ này. Đó. Đó, thì mình vào bằng thử bằng con cốc cốc luôn. Đó, bình thường. Rồi mình tiến hành cài cài này cái này nó báo lỗi vẫn báo lỗi này nè do mình chưa tắt trong ấy. Đó, mình vô để viên tiếng Việt. Mình vô chi tiết khi đi theo hoặc là reset tiến trình. Đó, thì mình vô trong hai cái tab này mình vô đều được, mình tìm cái Discord đó. Rồi mình nhấn chữ D để nhảy đến cái Discord, rồi mình click chuột phải vào nó. Rồi chọn kết thúc tác vụ. Rồi nhấn kết thúc tiến trình. Rồi sau khi mình kết thúc xong thì mình quay lại cái chỗ game mình cài đặt, mình nhấn chạy file cài đặt. Đó, nó chạy lên bình thường và không báo lỗi. Đó. Rồi, cái này là cái trường hợp lỗi thứ hai này cũng là Discord rồi. Cũng là cái phần mềm mà Discord luôn. Đó, hạn như khi mà mình bị hạn như bị cái chứng chỉ nó lỗi chứng chỉ đó mình không tải được Discord này, mình vô cái trang chủ của nó là đó nó không có nâng cao, nó cũng không có cái tiếp tục truy cập gì đó. Rồi thì lần này thì mình vào registry ấy, thì mình xử lý nhanh luôn. Vô HK machine, software, policy, Microsoft. Này mình nhìn nhầm cái cây, vô cái cây policy này, Microsoft nhé. Rồi vô system certificate, auth root visible, mình sửa thành số 0 luôn. Rồi 1 sửa thành 0. Ok. Rồi mình refresh lại cho nó cập nhật này. Rồi mình chạy lại Discord. Đó, khi mình chạy lại á thì mình vô kiểm tra lại cái không bảo mật này. Đó, nó đã cập nhật rồi đó. Đó, nó hiện vậy nó đã cập nhật và không lỗi gì rồi. Rồi mình tắt cái Chrome đi và mình mở lại. Rồi mình vào lại cái trang Discord. Đó, mình vô tải download. Mà nó vẫn báo lỗi do nó kết lỗi. Thì cái trường hợp này á thì mình xóa kết cái trình duyệt. Đây mình thử cái thao tác xóa kết trình duyệt luôn. Số trường hợp xóa kết thì nó truy cập được. Đó, mình xóa kết và mình thử truy cập lại. Rồi mình vào lại cái trang Discord. Rồi tiến hành download. Nó vẫn báo lỗi, vẫn vẫn chưa chưa ấy được. Rồi bây giờ mình chuyển sang sử dụng trình duyệt cốc cốc tạm đã. Rồi lát nữa mình sẽ khởi động cái máy để kiểm tra coi nó cập nhật lại chưa. Đó, thì mình vào cái cốc cốc thì nó đã cập nó bình thường. Mình quay lại cái Chrome nó vẫn bị. Rồi bây giờ mình tiến hành mình tải cái Discord ở trên trình duyệt cốc cốc luôn. Đó, thì cũng ba cái lỗi này. Rồi vô tab manager. Vô chi tiết Discord. Kết thúc lắc vụ. Kết thúc tiến trình. Rồi. Đó thì nó tiến hành nó cài đặt bình thường. Đó, rồi mình tiến hành mình khởi động cái máy để kiểm tra coi trên Chrome nó cập nhật luôn. Mình kết nối lại. Rồi mình mở Chrome lên.
Rồi mình cái trang Discord này. Đó, nó cập nhật bình thường rồi. Thì đó thì tùy theo cái trường hợp á, thì anh em có thể linh hoạt xử lý. Đó, như lúc mà mình dùng lúc Mercy, lúc thì dùng Regichi, hoặc là lúc thì sao két, lúc thì những cái thao tác trên đó thì mình nên nói hết rồi. Rồi thì cảm ơn em đã theo dõi. Nếu thấy nội dung hay thì anh em like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình. Chào anh em.